Theo Bộ Y tế, vaccine chính là chìa khóa quan trọng nhất trong phòng chống COVID-19 và là nền tảng để thích ứng an toàn, hiệu quả. Thời gian qua, vaccine phòng COVID-19 đã cho thấy hiệu quả trong việc bảo vệ mọi người, giảm khả năng bệnh nặng, ngăn ngừa tử vong do COVID-19. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, giống như nhiều loại vaccine khác, những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ và đúng hạn sẽ được bảo vệ tốt nhất. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến thể Omicron và sự giảm dần khả năng bảo vệ sau tiêm vaccine theo thời gian, nhất là đối với một số nhóm đối tượng nguy cơ cao. Do đó, để tăng cường miễn dịch, mọi chúng ta hãy tiêm vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế. Trong thời gian qua đó thì dịch bệnh đã tạm lắng, nhưng mà chúng ta cũng đừng có chủ quan, nó có thể bùng phát và trở lại bất kỳ lúc nào. Và khi bùng phát lên thì các trẻ em bé hoặc là người lớn tuổi, những người có bệnh nền có khả năng là bị bệnh nặng. Do đó vấn đề hiện tại bây giờ thì chúng ta phải chích vaccine và 2K, tức là khẩu trang và khử khuẩn phải phối hợp để giảm vấn đề bị nhiễm bệnh và nguy cơ lây lan.